Thường thường người chúng ta tiếp tục thăm khiếu trên phần kinh chuyên giác. Nghe nha. Chúng ta đã nói tới Như Lai Tái Thớ. Như Lai Tái Thớ là biểu hiện của sự trong chánh pháp. Quý vị đã thấy được chánh pháp như vậy là thấy đã thấy được Như Lai. Nhưng mà liệu nghĩa bóc liệu nghĩa, liệu nghĩa là sự rõ tường tận, bóc liệu nghĩa là chưa từng tường tận. Chưa tường tận cũng chính là tường tận. Không cao thế đâu, không bị chứ. Nó giết nó mới lên lại, nó coi cách phương trang một kia. Như là kia nó mua cái số sản mà. Không, một sớm là nó còn cua hành đế. Sự biến đổi. Sự biến đổi là sâu cạn. Chính là nông sâm. Mày đi mua cua hành đế, ai nó cho mày luôn. Sự biến đổi sâu cạn là năm sau ở chỗ biến đổi là sự tùy biến. Năm sau sâu cạn chính là sự cạn. Sau cạn ở chỗ là chúng ta đã có thể thở hiểu giữ được ít nhiều, để có thể hiểu được ít nhiều phòng thanh sâu là dài. Cạn là ngắn. Như vậy thì cũng chính là mỏng. Nếu chúng ta hiểu ít, hiểu ít nghĩa là ngắn thì đồng nghĩa chúng ta chưa thấy được, chưa thấy được. Chưa hiểu được. Chưa thấy được mà chưa hiểu được là nghĩa. Nghĩa của cuộc đời. Biến đổi là sự thấu hiểu và thầm thâm của quá trình thấu hiểu kinh tạng. Sau khi quý vị đã hiểu được liệu nghĩa và pháp tạng, quý vị sẽ thì biến đổi. Biến đổi ở đây là sự thay đổi và hình thức lòng nội tâm. Nội tâm càng sâu xa, quý vị càng trở nên không đắc lập. Sự đắc lập này là quá trình mà quý vị có được. Cho nên mới nói các pháp tạng đều có sự
sai kiệt và công phu sâu dày ở tu tập. Việc này đòi hỏi quá trình sau kệ về năm sau tạm thời là ý chỉ cho sự nhất định trong một thời gian nào đó. Biện lời và bạc lời là chỉ sự hiểu những cái xe cầm xuống hết nó sẽ cầm không dùng ngôn ngữ âm thanh không tiếng động là hình ảnh sự kết nối mà trong đó các lời im lặng bằng âm. Như vậy thì chúng ta thấy biện lời và bạc lời khác nhau. Hằng hà sa số chư Phật là muốn nói về nhiều vô kể số lượng không thể đo được pháp hành nhân địa. Pháp hành nhân địa là nhân của các tạo hóa tuần hoàn. Nhân của tạo hóa tuần hoàn được hình thành với cùng với sự phát triển của sa số hằng hà, được thay đổi và biến động do tính năng sâu và sâu cảm của chúng ta. Chân như thành tựu Bồ Đề, chân như thành tựu Bồ Đề cũng giống như Như Lai tái thế. Sự thành tựu của Bồ Đề đã chính là sự kết quả từ quá trình của chánh pháp. Đây là kết quả cuối cùng. Khi tâm đã thanh tịnh, quý vị không còn nhiễm bụi học trọc, nhiễm một chút ô bụi thở nhẹ. Sau đó thế giới dạy sẽ được lọc trong quá trình công phu hành thiền của mình. Chưa có cái hình thiền mà công phu lâu lắm, hy vọng cho quý vị được nhiều lắm chân. Đây là chân Phật, đây là tính chân ở chân như khi chân tâm bổn tánh quý vị đã không có sự bóng ô nào đó thì trở nên hoàn toàn trong suốt. Khi trở nên hoàn toàn trong suốt rồi, quý vị mới thấy được sự đẹp đẽ của các pháp tạng. Vì thế mà chúng ta mới thấy được, vì thế mà chúng ta mới hiểu được. Toàn thấu và thấu trước,
đây là quá trình mà trong thừa. Trong thừa là gì? Trong thừa là có thừa tính chân thật. Nếu một vị pháp sư truyền có thừa tính chân thật cho quý vị được gọi là chân thừa. Quá trình này phải tập tiếp. Tại sao như vậy? Vì tính chân thừa này phải trực tiếp mới có thở, cái gì mới có thở hiểu được chân lý của Phật pháp. Mà chân lý của Phật pháp đó chính là các yếu chỉ của Phật pháp. Yếu chỉ của Phật pháp là chiều khóa cho quý vị. Như vậy đòi hỏi phải là phải trực tiếp. Năm xưa ngũ tổ đã truyền y bát cho lục tổ Huệ Năng bằng yếu chỉ là trực tiếp. Như vậy thì trong thừa đó chính là tiếp nhận yếu chỉ trực tiếp. Thông thường mà yếu chỉ được truyền trực tiếp là thứ nhất là người có đại cơ duyên lớn nhất, thứ hai người có đức hạnh lớn nhất, thứ ba người có khả năng nhất, thứ tư người tinh sâu nhất, thứ năm người thông minh nhất, thứ sáu người hiểu nhiều nhất, thứ bảy người có trí tuệ nhất, thứ tám người được tất cả vạn vật yêu thương nhất, thứ chín người được sự đồng ý của Như Lai chánh pháp, và cuối cùng là người phù hợp nhất. Như vậy chúng ta thấy có tất cả 10 điều quan trọng của tiếp nhận yếu chỉ của Phật pháp. Như vậy thì đây là tính chân thừa. Quý vị phải hiểu được nguồn gốc của Phật pháp và tiếp nhận là 10 điều. Sau khi đủ 10 thì quý vị sẽ được tiếp nhận. Như vậy quý vị thấy sự tiếp nhận này không phải bậy dở. Tại xem như vậy, tại nếu thiếu một trong 10 thì không đủ điều kiện nào trong cuộc. Nên rằng ta cũng biết rằng quý vị mỗi người sẽ có mỗi năng lực riêng. Có người thì dùng lời nói âm thanh rất hay đỡ khổ độ. Có người thì sao? Tướng hình dũng mạnh
làm cho được mọi vật, vạn vật yêu quý. Có nghĩa là khi nhìn vô tướng của người, người được trong thừa thì tự động họ sẽ yêu mến. Còn có người chỉ cần, không cần tướng hình, nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi, nghe giọng nói mà họ cảm nhận được, mà thấu hiểu được, đó là âm thanh. Còn có người thì thấy tướng hình dung mạo đẹp, khôi ngô tuấn tú, không họ ấm ơn. Nên vì vậy là cái quá trình này đều trải qua, đều trải qua. Nên khi dùng nhân, tức là dùng người, chúng ta thấy chúng ta có những điểm tương đồng. Giờ giờ khai phá và mở rộng. Như vậy thì quý vị thấy được ha, tất cả đều đều có các hình, hình tướng sai biệt. Thâu tóm và trong thượng, điều đó có nghĩa là toàn bộ là quá trình, là phục hưng. Phục hưng là gì? Phục hưng chính là giai đoạn phát triển của dòng lịch sử. Chúng ta đã học lịch sử cổ đại rồi, không biết ở trên kênh này, YouTube này, có vị nào chưa học lịch sử cổ đại của tác giả nào tôi không nhớ, tôi quên. Nhưng chúng ta bị sách đã dài khoảng là tầm 218 trang, tầm đó nó còn nói về tất cả các giai đoạn của lịch sử phát triển cổ đại, văn minh thế giới loài người. Nếu quý vị có thời gian có thể tham khảo những quyển sách đó, lịch sử văn minh cổ đại được chia làm các giai đoạn và tính kế thừa và tính phục hưng, để thấy được lịch sử của